Cô chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 150 và giao bài của buổi số 151. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài. Đầu giờ thì cô đã để thời gian chờ cho các bạn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài luôn nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với giới từ chỉ vị trí, đó là giới từ at. Đến với giới từ này chúng ta sẽ có từ at sẽ đi với những cái địa điểm cụ thể, địa điểm nhỏ cụ thể. Ví dụ chúng ta có he is at the airport. Anh ấy đang ở sân bay. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chữa 5 câu. Câu 1, cô ấy ở công ty. Các bạn comment đáp án xuống phần bình luận cho cô nhé. Cô ấy ở công ty. Rất là dễ đúng không ạ? Các bạn viết đáp án xuống phần bình luận giúp cô nhé. Rồi, vậy ta có chủ ngữ cô ấy, she is at the company. She is at the company. Đúng không ạ? Cô ấy ở công ty. Nào sai thì các bạn chữa bài và giúp cô. Câu 2. Chúng tôi ở trường. Các bạn lại viết đáp án xuống phần bình luận nhé. Chúng tôi ở trường. Và chúng ta có we are at school. We are at school. Đó, các bạn chữa bài và giúp cô ha. We are at school. Chúng tôi ở trường. Câu 3. Họ ở sở thú. Họ ở sở thú.
Vậy chúng ta có chủ ngữ họ. They are at the zoo. They are at the zoo. Câu 4. Bố tôi ở nhà máy. Bố tôi ở nhà máy. Chúng ta có my father is at the factory. My father is at the factory. Bố tôi ở nhà máy. Okay. Câu 5. Mẹ tôi ở siêu thị. Các bạn lại bình luận đáp án cho cô nhé. Mẹ tôi ở siêu thị. Mẹ tôi ở siêu thị. Chúng ta có my mother is at the supermarket. Mẹ tôi ở siêu thị đúng không ạ? My mother is at the supermarket. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng xem lại lần nữa cả 5 câu chữa bài của buổi học này. Trong buổi học này chúng ta chữa bài với những với một giới từ rất là dễ, đó là giới từ at. Đúng không ạ? Ở một cái địa điểm cụ thể. Các bạn xem lại còn câu nào ta chưa chữa được thì các bạn chữa bài và giúp cô nhé. Rồi sau đó thì chúng ta chuyển qua phần bài tập nâng cao. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bài tập mở rộng của bài học ngày hôm nay. Trong phần bài tập mở rộng này chúng ta có tất cả là 9 giới từ. Và yêu cầu các bạn sẽ chọn từng giới từ một và các bạn điền vào 9 chỗ trống. Thì bây giờ mình sẽ có thời gian suy nghĩ và làm bài một chút nữa thì cô sẽ chữa bài nhé.
Rồi, vậy thời gian suy nghĩ bài đã hết, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài. Câu 1. It's my holiday next week. I'm going to... I am going... kỳ nghỉ của tôi sẽ... gì ạ? Đó là kỳ... vào tuần sau thì đó sẽ là kỳ nghỉ của tôi và tôi sẽ đi đến Spain. Vậy, I am going to Spain. Đúng rồi, câu 1 rất là dễ. Ok, các bạn comment đáp án câu 2 nào. There was a big crowd, the shop waiting for it to open. Có một đám đông, rất là lớn ở bên ngoài của cửa hàng, đúng không ạ? Và đang chờ đến lúc cửa hàng đó mở ra. Vậy thì ở bên ngoài chúng ta sẽ có giới từ của câu 2 đó là outside the shop waiting for it to open. Câu 3. That man is an idiot. He pushed me the swimming pool. Người đàn ông đó thật là ngốc nghếch. Anh ấy đẩy tôi xuống hồ bơi. Vậy thì câu số 3 các bạn điền từ gì ạ? He pushed me in the swimming pool. Ok, anh ấy đẩy tôi xuống hồ bơi. In the swimming pool. Câu 4. I went to the chemist just now, but I didn't notice if it was open. Tôi đã đi qua, đúng không ạ, hiệu thuốc. Thế nhưng mà tôi không để ý xem mà nó có mở hay là không. À vậy thì đi qua thì chúng ta sẽ có cái cụm đó là went past, đúng không ạ? I went past the chemist just now, but I didn't notice if it was open. Câu 5. David hurt himself. He fell his bike. David đã bị thương vì anh ấy ngã xe đạp. Vậy thì ngã xe chúng ta sẽ có đó là fell off. He fell off his bike. He fell off his bike. Câu 6. There's a coffee top of the mountain. You can have a coffee there before you go down. Có một cái tiệm cà phê ở trên đỉnh của ngọn núi. Vậy ở trên đỉnh của ngọn núi chúng ta sẽ có là gì ạ? On top of the mountain. Đúng ạ, bạn có thể ngồi đó uống cà phê xong đó bạn đi về. You can have a coffee there before you go down. Okay. Câu 7. The ship got out a hole in the fence. Con cừu đã gì ạ? Đã đi qua, đúng không ạ? Một cái hố ở chỗ hàng rào. Một cái lỗ đấy ạ. A hole là cái lỗ. Cái hàng rào thì các bạn biết là nó hay có những cái lỗ, đúng không ạ? The ship got out through a hole in the fence. Câu 8. Pompeii is quite Sorrento is only a short train ride. Pompeii thì khá là gần với Sorrento, chỉ mất được một cái đoạn tàu ngắn thôi. Vậy khá là gần thì chúng ta sẽ có giới từ chỉ vị trí đó là near Sorrento. Và câu 9. There's such a crowd you wouldn't find your friend among all these people. Đó là một đám đông mà bạn không thể nào mà tìm thấy bạn của bạn ở giữa những cái người đó đâu. Đúng không ạ? You won't find your friend among all these people. Vậy chúng ta có 9 câu, các bạn sẽ có thời gian để xem lại cho cô nhé. 9 câu này thì chúng ta sẽ nói về giới từ chỉ vị trí, đúng không ạ? Thế nhưng mà nó mở rộng hơn, ví dụ như là giới từ near, giới từ among, giới từ outside, ok, hoặc là on, vân vân. Đó là những cái giới từ chỉ vị trí. Vậy bạn nào chúng ta chưa điền được bài thì các bạn sẽ điền lại bài giúp cô nhé. Rồi, vậy xong rồi thì chúng ta sẽ cùng chuyển qua phần bài tập mở rộng của buổi học ngày hôm nay, bài tập về nhà đấy ạ. Với bài tập về nhà này thì các bạn sẽ có một phần bài tập với giới từ chỉ vị trí in front of, ở đằng trước, ở phía trước.
Thì các bạn sẽ ghi bài vào và chúng ta sẽ về nhà chuẩn bị để ngày mai ra chữa bài cả lớp nhé.